Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, đêm nay và ngày mai, miền Trung sẽ giảm nhiệt, trong khi đó thì miền Bắc lại đối mặt với những trận mưa rông và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những sự thay đổi này là do có một sóng lạnh đang di chuyển về sát biên giới phía Bắc nước ta. Trong đêm nay thì nó sẽ tác động và gây mưa rào ở các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ. Trong đó các tỉnh như là Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn thì sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Với vùng đồng bằng như là Sơn La, Hòa Bình thì gần sáng và ngày mai thì cũng có lúc có mưa, mưa rào và rông. Đáng lưu ý là sự tranh chấp giữa hai khối khí nóng và lạnh khiến cho nguy cơ cao đến rất cao về các hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa đá, gió giật mạnh, nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Do có mưa, cộng thêm vùng thấp nóng không còn tác động nên nền nhiệt trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ giảm đi từ 6 đến 8 độ, miền Bắc thì chấm dứt nắng nóng. Tại Trung Bộ, chỉ còn xảy ra nắng nóng các tỉnh như là từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Mức nhiệt cũng không còn quá cao, dao động trong khoảng là từ 35 cho tới 37 độ. Một số nơi vùng núi thì nhiệt độ cao trên 38 độ. Còn với các khu vực như là Thanh Hóa, Nghệ An hay là Hà Tĩnh, hay là từ Bình Định trở vào cho tới Bình Thuận, trong ngày mai thì trời có nắng nhưng mà không gắt. Nhiệt cao dao động trong khoảng là từ 31 cho tới 34 độ. Lưu ý thì chiều tối mai các tỉnh thành Bắc Trung Bộ có thể có mưa rông mạnh, kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, nền nhiệt trong ngày mai ở cả hai khu vực đều giảm nhẹ. Cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên giảm còn dao động trong khoảng là từ 30 đến 33 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi. Với Nam Bộ, nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông với mức nhiệt là từ 35 cho tới 36 độ. Với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ thì dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay và ngày mai cần lưu ý tới hiện tượng mưa rông mạnh kèm nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài khơi, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì có gió hướng nam đến đông nam cường độ cấp 4, vùng biển huyện đảo Trường Sa thì có gió đông mạnh cấp 3. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.